Xin chào mọi người, chào mừng đã quay trở lại với Tokyo Camera. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung về một sản phẩm mic không dây mới nhất của nhà Boya, đó chính là Boya Mic. Nếu bạn là một người làm content hay phải dùng thiết bị khác nhau để quay phim thì đây sẽ là một chiếc mic cực kỳ đa dụng, có thể đáp ứng nhu cầu của bạn bởi vì nó vừa dễ dàng có thể kết nối với cả điện thoại iPhone, Android và cả camera nữa. Và trong video hôm nay thì mình sẽ thu tiếng luôn bằng chiếc Boya Mic này để bạn có thể tự đánh giá chất lượng âm thanh của nó nhé. Với cái giá chỉ tầm 4 triệu đổ lại thì Boya Mic sẽ cho chúng ta một hộp sạc được 1 RX, 2 TX và 2 đầu chuyển Lightning và Type-C để chúng ta linh hoạt chuyển sang sử dụng mic với điện thoại iPhone hoặc là Android. Ngoài ra thì chúng ta cũng có rất nhiều phụ kiện đi kèm, bao gồm hai bơm lọc gió, một dây 3.5 kết nối với máy ảnh, một dây sạc USB-C, một đầu chuyển A2C, một túi đựng bằng vải và hai mic lavalier. Đây là chiếc hộp vừa để đựng mic vừa để sạc của Boya Mic, và khi cầm trên tay thì mình thấy nó rất là nhỏ gọn và cũng rất là nhẹ nữa. Ở mặt trước thì sẽ có một logo Boya và 4 đèn LED báo hiệu lượng pin còn lại của hộp sạc. Với mình thì mình sẽ thích hơn nếu như mà Boya Mic có thể thể hiện chính xác lượng pin thay vì chỉ có 4 mức báo hiệu như thế này. Ở mặt sau thì sẽ có cổng sạc Type-C, và cái điều gây bất ngờ nhất về Boya Mic đó chính là nó có thể sạc được bằng các thiết bị sạc không dây. Đây là một chi tiết nhỏ thôi nhưng mà mình nghĩ rằng cũng rất là hay, nhất là trong thời điểm hiện tại khi mà các công nghệ sạc không dây đã được hoàn thiện hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, hộp sạc màu đen trơn như này thì rất dễ bị xước trong quá trình di chuyển, nên bạn hãy nhớ cho vào túi nhung đi kèm nha. Ở phía bên trong hộp thì hãng đã để màu xanh dương, có lẽ là để cho sản phẩm có thêm điểm nhấn. Nhưng mà không biết các bạn thế nào, nhưng mà với mình thì mình nghĩ nếu mà cái phần này nó cũng màu đen thì trông nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Một điểm nữa mà mình không thích đó là cái bản lề của hộp Boya Mic hơi bị lỏng một chút. Và cái hộp này cũng không có phần chốt đóng giống như là hộp của DJI Mic 2 mà chỉ có 5 chấm hút. Nếu không để ý thì nắp hộp có thể bị bật ra và khiến rơi thiết bị bên trong ra ngoài. Theo như nhà sản xuất, riêng mic có thời lượng sử dụng lên tới 10 tiếng, cộng với hộp sạc nữa thì tổng thời lượng sử dụng có thể lên tới 50 tiếng. Rất phù hợp với những ai cần thiết bị mic có thời lượng pin trâu để thực hiện những pha livestream bán hàng dài. Ngoài ra, bộ thu của Boya Mic có dung lượng bộ nhớ trong lên tới 8GB để bạn có thể yên tâm thu liên tục trong khoảng 15 tiếng. Khi sử dụng Boya Mic thì chúng ta có thể kẹp lên áo như thông thường hoặc sử dụng nam châm thì sẽ linh hoạt hơn. Bộ phát của nó cũng rất là nhẹ nên là chúng ta không cần lo lắng về việc sẽ bị trùng áo xuống gây mất thẩm mỹ. Boya Mic không có hỗ trợ thao tác cảm ứng nên trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ bắt buộc phải thao tác bằng nút bấm trên cả bộ thu và phát. Tuy nhiên, đây cũng chính là một điểm cộng với những người hay bị ra mồ hôi tay, không phải lo lắng sẽ bị dính vết tay trên màn hình hiển thị như các sản phẩm phải thao tác cảm ứng khác. Với bộ thu, chúng ta sẽ có màn hình OLED hiển thị setting và trạng thái kết nối, một cổng TRS 3.5 kết nối với máy ảnh, một cổng 3.5 để kết nối với tai nghe, một cổng C, một nút nguồn và một nút mode. Ở mic, chúng ta sẽ có đèn LED hiển thị trạng thái kết nối. Ở cạnh phải là một nút nguồn, một nút noise reduction màu xanh dương, một nút red màu đỏ để chúng ta thu vào bộ nhớ trong. Còn ở cạnh trái là một cổng C và một cần gạt điều hướng. Phía trên sẽ có một jack 3.5 và ngay phần mic sẽ có chỗ để gắn bơm lọc gió. Nếu bạn muốn tự mình thực hiện những cái điều chỉnh sâu hơn về các thông số của mic thì chúng ta có thể tải và điều chỉnh thông số bằng ứng dụng Boya trên điện thoại. App Boya sẽ kết nối với thiết bị thông qua Bluetooth và nó có đầy đủ các mục thông số và tính năng để anh em có thể điều chỉnh linh hoạt ngay trên điện thoại của mình luôn. Về khả năng kết nối thì Boya Mic là sản phẩm cực kỳ phù hợp với những content creator, những người phải quay phim bằng nhiều thiết bị khác nhau. Trong danh phụ kiện thì hãng đã trang bị cho mic dây 3.5 cùng những cổng chuyển Lightning và Type-C, nên Boya Mic có thể linh động kết nối với máy ảnh hay điện thoại iPhone hoặc Android rất dễ dàng mà chúng ta không cần phải mua thêm phụ kiện ngoài nào nữa. Đối với bất kỳ sản phẩm mic nào thì chúng ta cũng cần phải xem xét tới cái chức năng của tiếng ồn, đặc biệt là với những ai mà hay có nhu cầu đi ra ngoài trời tới những người đông người ồn ào để quay, ví dụ như là đi quay sự kiện hoặc là event gì đó chẳng hạn. Và âm thanh mà các bạn nghe thấy từ đầu video tới giờ đều được mình thu bằng chiếc Boya Mic này. Vậy thì bây giờ hãy cùng mình ra ngoài để test thử xem cái chức năng khử ồn của nó hoạt động có ổn không nhá. Ok, bây giờ mình đang ở ngoài đường, ở đằng đây là một cái ngã tư khá là to và cũng có rất là nhiều xe cộ đi lại, có rất là nhiều tiếng xe và nhiều tiếng ồn khác. Vậy thì các bạn nghe thử xem là Boya Mic lúc mà chưa bật cửa tiếng ồn sẽ như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ im lặng một chút. Ok, bây giờ mình sẽ bật cái chức năng khử ồn của Boya Mic lên xem như nào. Alo, không biết là bây giờ âm thanh như nào. Bây giờ đây là Boya Mic đã bật cửa tiếng ồn. Và sau khi bật cái cửa tiếng ồn này thì không biết là giọng mình có bị bóp méo nhiều không.
hay là những cái tiếng ồn bên ngoài nó có bị lọt vào nữa hay không. Các bạn nghe và đánh giá âm thanh và để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử đi ra xa khỏi máy quay một chút để thử xem rằng là cái khả năng truyền tín hiệu của chiếc máy sẽ đến đâu. Không biết là lúc mình vừa đi vừa quay lưng vừa nói thế này thì tín hiệu nó có bị ảnh hưởng không, nó bị chập chờn hay không. Bây giờ mình đã đứng xa máy quay khoảng mấy chục mét rồi, không biết là tín hiệu sẽ như nào. Nếu mà đứng đối mặt với máy quay ở khoảng cách xa như này thì tín hiệu có ổn không. Và vừa rồi là màn test nhanh về khả năng truyền tín hiệu cũng như là khả năng khử ồn của chiếc Bojamix này. Và các bạn thấy thế nào? Bên trên đây là một vài cái đánh giá nhanh của mình về chiếc Bojamix. Mình nghĩ rằng đây là một chiếc mic rất là đa di năng và có chất lượng thu âm cũng khá là tốt. Vậy thì anh em nghĩ sao về con mic này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và đồng thời cũng bấm like và subscribe cho Tokyo Camera nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.